Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và đây là bài viết Những lá quốc kỳ độc đáo nhất trên thế giới phần 1 của tác giả Án Mây Bên Trời. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này nhé. Quốc kỳ là biểu tượng của mỗi quốc gia, là niềm kiêu hãnh và tự hào của mỗi dân tộc trên toàn thế giới. Đằng sau mỗi lá cờ là những câu chuyện thiêng liêng và ý nghĩa khác nhau, gắn liền với văn hóa, lịch sử và con người ở quốc gia đó. Trong hơn 190 lá cờ đó, có những lá cờ giống nhau, dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ như cờ Indonesia, Monaco, Ba Lan. Nhưng cũng có những lá cờ độc nhất vô nhị, với thiết kế ấn tượng về hình dáng, tỷ lệ, màu sắc và họa tiết. Để hiểu rõ hơn, trong phần 1 này, hãy cùng mình tìm hiểu về những lá cờ độc đáo nhất trên thế giới đó nha. Phần 1. Quốc kỳ nhiều cạnh nhất thế giới. Không giống như đại đa số quốc kỳ hình chữ nhật trên thế giới, quốc kỳ Nepal có tới 5 cạnh. Đây được xem như là sự kết hợp của hai hình tam giác xếp chồng lên nhau. Nhiều người tin rằng hai hình tam giác này tượng trưng cho hai tôn giáo lớn nhất tại quốc gia này là Hindu giáo và Phật giáo. Tuy nhiên, theo CNN thì thiết kế hình tam giác đôi tượng trưng cho hai đỉnh núi hùng vĩ thuộc dãy Himalaya, nơi những người leo núi nước ngoài đã cắm lên đó rất nhiều lá cờ của tổ quốc họ. Màu đỏ trên quốc kỳ tượng trưng cho Đỗ Quyên, quốc hoa của Nepal, đồng thời nó còn là màu của chiến thắng và hòa hợp. Mặt trăng nói về sự thanh thản và thời tiết mát mẻ trên dãy núi Himalaya. Còn mặt trời đại diện cho hiện thân sức nóng của các khu vực thấp ở Nepal. Người dân Nepal luôn tự hào về lá cờ độc nhất vô nhị của quốc gia mình. Phần 2. Màu sắc hiếm thấy nhất trên quốc kỳ. Bạn có thể kể tên được bao nhiêu lá quốc kỳ có màu tím? Nếu có thể đoán ra, con số này cũng sẽ không vượt quá 2. Vì trên thực tế, chỉ có đúng 2 quốc kỳ có sử dụng màu tím. Trong khi màu tím xuất hiện trên loài quốc điểu của Dominica, Việt Hoàng đế, thì với sự xuất hiện của hình ảnh cầu vồng, Nicaragua là quốc gia còn lại sử dụng màu tím trên lá quốc kỳ. Điều này được giải thích rằng trước đây, thuốc nhuộm màu tím rất hiếm và phức tạp để chế tạo ra nên thuộc loại hàng đắt đỏ, chỉ có những gia đình quý tộc mới mua về để nhuộm quần áo. Đó cũng là lý do không có một hoàng tộc hay đế chế nào trong quá khứ sử dụng màu tím trong biểu tượng của mình cả. Phần 3. Lá cờ duy nhất có tỷ lệ vàng. Chúng ta đều được nghe qua về ứng dụng của tỷ lệ vàng thần thánh trong kiến trúc, hội họa, nghệ thuật. Hôm nay bạn sẽ được biết thêm một ứng dụng khác của tỷ lệ vàng trong thiết kế quốc kỳ. Đó là quốc kỳ của Cộng hòa Togo. Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của lá cờ này là 1:phi. Được thiết kế bởi Paul Ayi, tốt nghiệp trường mỹ thuật quốc gia ở Paris. Và cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất hai quốc kỳ có tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng là một số vô tỷ là Nepal và Cộng hòa Togo. Phần 4. Hai quốc gia duy nhất in hình lãnh thổ trên quốc kỳ. Quốc kỳ của Cộng hòa Sip, một quốc đảo nằm ở phía đông Địa Trung Hải, được thiết kế bởi một giáo viên mỹ thuật người Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đặc biệt nhất của lá cờ này là hình ảnh toàn bộ bản đồ đất nước được in lên quốc kỳ. Phía dưới có hai cành ô liu tượng trưng cho hòa bình và sự đoàn kết trên quốc đảo. Màu vàng trên bản đồ là màu của đồng, vì đây là quốc gia sản xuất đồng, và ý nghĩa của Sip trong tiếng Latin cũng có nghĩa là đồng. Kosovo. Kosovo đã thông qua quốc kỳ chính thức của họ ngay sau khi giành độc lập khỏi Serbia vào ngày 17 tháng 2 năm 2008. Lá cờ mà họ sử dụng làm quốc kỳ là kết quả thắng cuộc của một cuộc thi thiết kế cờ quốc tế được tổ chức bởi Liên Hiệp Quốc. Lá cờ nền xanh bao gồm 6 ngôi sao và tấm bản đồ Kosovo nằm ngay phía dưới. Những ngôi sao trắng được thiết kế vòng cung bên trên tấm bản đồ vàng, thể hiện 6 nhóm dân tộc chính ở Kosovo. Trước khi tuyên bố độc lập, Kosovo được đặt dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc và thường sử dụng lá cờ của Liên Hiệp Quốc cho mục đích chính thức. Phần 5. Lá cờ có hai mặt khác nhau. Cờ của Paraguay rất độc đáo khi họ thiết kế hai mặt khác nhau. Mặt đằng trước là quốc huy, ngôi sao vàng bao quanh bởi một vòng hoa xanh với dòng chữ Cộng hòa Paraguay. Mặt còn lại là con dấu kho bạc của đất nước này, là một con sư tử ngồi dưới mũ tự do được gắn vào cây quyền trượng. Đó là biểu tượng của hòa bình và công lý. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thiệt.